Chào mừng các bạn đã quay trở lại, mình là Super Heo và mình đang có mặt trong Hồ Chí Minh tham gia một cái sự kiện khá là vui vẻ và ấm cúng của Asus. Trên tay mình đang cầm chiếc Zenfone 5Z, rất vui vì là một trong người đầu tiên được sửa vào chiếc máy này. Mình thực sự thích cái dòng Zenfone của Asus, đặc biệt là Zenfone 3 và sau đó là chiếc Zenfone 4 Pro. Chính mình có mặt tại Đài Loan để tham gia sự kiện đó. Mình rất ấn tượng với chiếc Zenfone 4 Pro là một cái dòng cao cấp nhất của Asus năm ngoái. Nhưng mà rất tiếc chiếc máy đó lại không được bán ra. Và năm nay Asus làm lại điều này với chiếc Zenfone 5Z, một chiếc máy thực sự cao cấp. Và sắp tới rất gần đây thôi là sẽ được bán ra rộng rãi trên thị trường. Và rất hy vọng rằng mình sẽ được trên tay chiếc máy này sớm hơn để giải trí cho các bạn. Hôm nay sẽ là phiên bản demo thôi. Mình sẽ mở vào trên tay cho mọi người xem con quái vật thực sự của Asus với chip Snapdragon 845 nó sẽ như thế nào. Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Ở trên bàn mình đã đặt cái hộp của chiếc Zenfone 5Z. Chiếc hộp này sẽ là dành cho phiên bản thương mại bán thị trường Việt Nam. Mã của nó sẽ là ZS620KL. Và cái cấu hình được bán ra theo như mình biết sẽ là chip Snapdragon 845 này, các bạn sẽ có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì chiếc máy này còn phiên bản khác dung lượng RAM là 8GB và 360GB bộ nhớ trong, nhưng mà mình nghi ngờ là rất khó cái bộ cấu hình này sẽ được bán tại Việt Nam. Thì đây là chiếc Zenfone 5Z. Thực sự trong vẻ ngoài thì nó chẳng khác gì chiếc Zenfone 5 cả, rất khó để phân biệt, và màu sắc nó cũng giống y như vậy. Các bạn sẽ có màu đen là màu này và màu bạc nữa. Cá nhân mình thì mình thích màu bạc rất là nhiều, nhìn nó bóng bẩy và nổi bật hơn rất là nhiều so với màu này. Bật màn hình lên, chúng ta sẽ được chào đón ngay bởi một cái tấm nền IPS 6.2 inch độ phân giải Full HD Plus. Màn hình nó rất là giống với chiếc Zenfone 5 thôi, nhưng đây không phải là điều tệ bởi màn hình của Zenfone 5 rất tốt, màu sắc đẹp nổi. Mình cực kỳ ấn tượng màn hình này, độ sáng cũng rất là cao và đạt 100% độ phủ giải màu DCI P3, màu sắc cực kỳ xuất sắc. Và đây là một trong điểm cực kỳ đáng giá của cả Zenfone 5 lẫn Zenfone 5Z. Chiếc máy này vẫn có màn hình xuất sắc y như lần trước mình làm video với chiếc Zenfone 5 vậy, cực kỳ tuyệt vời và không có điều gì để chê về màn hình chiếc máy này. Và mình không hề cảm thấy bất kỳ vấn đề gì khi chiếc máy này sử dụng màn hình chỉ có Full HD Plus chứ không phải là 2K, bởi vì mình sẽ có một trải nghiệm mượt mà hơn trên cái màn hình này, chơi game biết mượt mà hơn và thời lượng pin sẽ tốt hơn. Trong khi đó thì cái độ phân giải này trên một tấm nền kích cỡ này thì nó hoàn toàn đủ sắc nét đối với nhu cầu sử dụng của mình. Về thiết kế thì nếu các bạn xem video về Zenfone 5 của mình rồi mà mình sẽ để link trên góc này, thì các bạn có thể hoàn toàn áp dụng lại cái video đó vào chiếc máy này, bởi nó sẽ y xì đúc với chiếc Zenfone 5 không khác gì cả. Bên cạnh trái chúng ta sẽ chống trơn, chỉ có khe SIM bên trong này. Bên trên các bạn sẽ có micro phụ hỗ trợ thu âm khi quay phim và chống ồn. Cạnh phải sẽ là cả nút tăng giảm lượng và nút nguồn. Thì hai nút này đặt vị trí rất hợp lý, bấm rất nảy, không gì để phàn nàn. Và bên dưới chúng ta sẽ có loa ngoài, có USB Type-C và jack tai nghe 3.5mm. Lần ra mặt lưng chúng ta có thể thấy một thiết kế rất quen thuộc mà có lẽ sẽ rất khó để các bạn thể phân biệt được Zenfone 5 với cả Zenfone 5Z, bởi vì nó rất giống nhau, có thể là giống nhau easy look giống như việc các bạn sử dụng iPhone 6 và iPhone 6S vậy. Và mình hy vọng rằng Asus sẽ làm ra một số cái màu nào đó để làm nổi bật hơn chiếc Zenfone 5Z. Khi mà các bạn cầm nó ra đường thì mọi người sẽ biết ngay nó là phiên bản cao cấp hơn với Zenfone 5, thì đó sẽ giúp cho chiếc Zenfone 5Z bán tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta vẫn có bộ đôi camera ở đây. Một camera là 12 megapixel, có độ f1.8 với độ lớn pixel là 1.4 micron, và chúng ta có camera phụ thứ hai với độ phân giải 8 megapixel f2.0. Và đây là camera góc rộng, mình rất thích Asus khi họ làm điều này. Mình không thích camera tele, mình cũng không cần một cái camera ở dưới kiểu nằm ì một cục ở đấy như kiểu cái nốt ruồi, chỉ có tác dụng để là lấy nét xóa phông thôi. Mà Asus thực sự làm điều đó rất hữu dụng khi chúng ta có khả năng góc rộng trên camera của chiếc máy này. Và ở giữa là cả bề vân tay một chạm và tốc độ rất nhanh và cực ấn tượng khi mình cần chạm phát bỏ ra như vậy là máy đã có thể mở rồi. Đó, rất tuyệt vời. Nói chung là cả bề vân tay trên Asus năm nay làm thực sự rất là tốt, không có gì để chê trách ở đây. Quay về mặt trước thì chúng ta vẫn có tay thỏ thôi, một điều rất là quen thuộc, và các bạn đã xem video Zenfone 5 của mình rồi thì sẽ biết ngay cái màn hình và cái thiết kế này trông như thế nào. Về trải nghiệm phần mềm của chiếc Zenfone 5Z thì nó cũng là trải nghiệm rất quen thuộc thôi. Cái giao diện nó cũng y xì đúc với chiếc Zenfone 5. Các bạn vẫn sử dụng cái giao diện Zen UI trên nền Android 8.0. Và khi mình vừa sờ vào chiếc máy này lên phiên bản demo đấy các bạn, thì nó hỏi update luôn. Mà mình bận quay video quá nên chưa muốn update, thế nên là nó vẫn ghi là 8.0. Và chắc là cái bản update gần 400B này sẽ đưa nó lên cái hệ điều hành 8.1 mà thôi. Về khoảng phần mềm này có lẽ các bạn không cần lo lắng lắm, bởi vì Asus đã hứa hẹn với mọi người là sẽ update và sẽ liên tục cập nhật các phần mềm cho các bạn trong khoảng thời gian rất là dài. Ở sát viền trên các bạn thấy chúng ta vẫn có cái tay thỏ ở đây, điều này không gì lạ cả bởi thiết kế nó sẽ y xì đúc với cả chiếc Zenfone 5. Thế Asus vẫn làm một cái điều mà họ đã từng làm chiếc Zenfone 5, đó là một cách thông minh giấu đi cái tay thỏ này. Và mình rất là băn khoăn với Asus sẽ làm như thế nào mà khiến cho cái phần vùng màu đen xung quanh cái phần tay thỏ này khi màn hình tắt đi nó tối đặc đen xì, không thể nhìn thấy bên dưới cái màn hình như thế nào. Một điều Asus làm rất tốt, màn hình chiếc máy này đen là đen đặc. Và khi các bạn chuyển về cái chế độ này thì các bạn có thể xem video YouTube mà full lên màn hình mà không bị dính cái tay thỏ nó lồi ra như vậy. Và các bạn hoàn toàn có thể ẩn hẳn cái thỏ đi để nó không xuất hiện trong bất kỳ một ứng dụng nào các bạn nhìn thấy. Thì đây là một điều rất tuyệt vời Asus đã làm. Và công nghệ AI vẫn quay trở lại, chúng ta có rất nhiều thứ. AI camera, AI selfie, tự động làm đẹp này, album cũng AI, chúng ta có cả sạc pin AI, nhạc chuông AI, nhiều thứ mà rất là thông minh.
tất cả công nghệ thông minh đều có ở đây. Ví dụ như các bạn bật chuông điện thoại thì người ta gọi đến, cái máy nó sẽ xác nhận rằng xem xung quanh môi trường cái độ ồn như thế nào. Nếu nó yên tĩnh thì nhạc chuông sẽ kêu nhỏ, còn nếu môi trường xung quanh cái mic thu lại nó ồn thì nhạc chuông sẽ kêu to. Thì rất nhiều công nghệ thông minh ở trong chiếc máy này, rất là tuyệt vời. Về bộ đôi camera chiếc máy này thì như mình đã nói, chúng ta có một ống kính 12 megapixel và ống kính 8 megapixel góc rộng. Ngoài ra, do cái máy này sử dụng đi CPU mạnh hơn rất là nhiều, là Snapdragon 845 so với 636 của Zenfone 5, chúng ta sẽ có thêm một số khả năng quay video bá đạo hơn rất là nhiều. Các bạn có thể quay video 4K hoặc là Full HD 60 hoặc 120 một giây, hoặc HD 240 một giây, khá là tuyệt vời chiếc máy này đúng không nào? Dung lượng pin của chiếc máy này sẽ là 3300 mAh, hứa hẹn cho thời lượng sử dụng pin rất là tốt. Và ngoài ra Asus có tích hợp vào công nghệ sạc thông minh như mình đã mặc các bạn, là sạc AI. Đại khái là nhận biết được khi nào các bạn ngủ, tức là học và thói quen sử dụng các bạn, để điều chỉnh cái cường độ sạc mà vừa làm tốc độ sạc nó hợp lý mà vừa tăng tuổi thọ của pin các bạn. Thực sự chia sẻ với các bạn, theo đúng ý kiến của mình thì chiếc Zenfone 5Z nó không có quá nhiều sự thay đổi so với chiếc Zenfone 5 về cả thiết kế, về phần mềm, về màn hình, vân vân và mây mây. Nhưng cái các bạn có được nó sẽ là một cấu hình rất là mạnh. Các bạn sẽ chip cho nó gần 845, các bạn có bộ nhớ trong nhiều hơn, các bạn có RAM khủng hơn, và đảm bảo sẽ có một trải nghiệm game mượt mà hơn và tốc độ sử dụng khi cả các bạn trải nghiệm các cái phần mềm cũng như là lướt qua giao diện nó sẽ nhanh mượt mà hơn rất là nhiều. Thì đó là những cái điểm khác biệt chủ yếu với chiếc máy này. Và trải nghiệm chính xác như thế nào và về lâu dài ra sao thì các bạn hãy đợi mình trong video giải chi tiết, khi mình có trên tay bản thương mại chiếc máy này mình chia sẻ ngay lập tức với các bạn. Và dự kiến trong tương lai chiếc máy này sẽ cũng được phân phối bởi những nhà phân phối đã bán chiếc Zenfone 5, và theo như thông tin mình nghe được thì bán được cả trên Shopee nữa. Mức giá sẽ rất là cạnh tranh, nó sẽ khoảng tầm chiếc Xiaomi Mi Mix 2S thì phải, với một camera bá đạo hơn chiếc Mi Mix 2S rất là nhiều. Và các bạn hãy đợi xem Asus sẽ làm gì với chiếc Zenfone 5Z này nhé. Nếu thấy video thú vị thì nhớ để lại một like, cũng như subscribe bên dưới để chúng ta cùng gặp nhau trong nhiều video khác. Mình sẽ cùng cập nhật cho các bạn thêm nhiều thông tin về chiếc Zenfone 5Z này. Mình là Giúp Heo, xin chào anh em và hẹn gặp lại trong các video khác.